Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ hai ngày 20 tháng 7 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức đợt kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm định xe cơ giới và tăng cường giám sát qua camera đối với các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu các trung tâm đăng kiểm thực hiện nghiêm quy trình, quy định và đầy đủ các hạng mục kiểm định xe cơ giới. Khi phát hiện xe cơ giới tự thay đổi kích thước thùng hàng, kết cấu, hình dáng kích thước của phương tiện so với kích thước nguyên bản hoặc thiết kế được phê duyệt, thì không thực hiện kiểm định và báo đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Trong đó đặc biệt chú trọng đối với xe chở khách, đầu kéo, xe có trọng tải trọng lớn, xe kinh doanh vận tải và các điều kiện về phòng chống cháy nổ. Ngoài kiểm tra định kỳ như kế hoạch đã được Cục phê duyệt, Phòng kiểm định xe cơ giới lập kế hoạch triển khai đợt kiểm tra đối với trung tâm đăng kiểm xe cơ giới theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo nguyên tắc tránh chồng chéo khi thanh tra, kiểm tra theo quy định. Khi kết thúc đợt kiểm tra đột xuất, tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Cảnh sát giao thông được dùng video clip trên Facebook để xử lý vi phạm giao thông. Đây là nội dung được quy định tại thông tư 65 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 8 tới đây. Theo đó, cảnh sát giao thông được tiếp nhận xử lý vi phạm thông qua thông tin, hình ảnh, phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được tiếp nhận từ quá trình ghi, thu từ các thiết bị kỹ thuật của tổ chức cá nhân. Thông tin vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Những thông tin hình ảnh này sẽ làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm. Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh, cán bộ cảnh sát giao thông phải xem xét, phân loại và báo cáo thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền. Trong trường hợp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang diễn ra trên tuyến, địa bàn phụ trách, cán bộ cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông, kiểm soát, phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định. Mới đây, Hiệp hội Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng giảm 50% chi phí đổi biển số do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo đó, Hiệp hội kiến nghị nếu tính toán toàn quốc hiện có trên 1,6 triệu xe kinh doanh vận tải thì tổng chi phí cho việc đổi biển số là 240 tỷ đồng. Trong điều kiện hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn. Việc gia tăng chi phí sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an giảm 50% tiền chi phí đổi biển số. Hiệp hội khẳng định việc cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ giảm chi phí có ý nghĩa vô cùng lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn lực to lớn thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai đổi biển số cho phương tiện kinh doanh để chính sách đi vào cuộc sống. Hiệp hội kiến nghị chỉ đổi số đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chủ phương tiện có yêu cầu. Bên cạnh đó, cần giữ nguyên số đăng ký trên biển số mới có nền màu vàng nếu chủ phương tiện không có nhu cầu. Và trong trường hợp này, cũng không cần đổi lại giấy chứng nhận đăng ký. Hiệp hội cho rằng nếu đổi cả số đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký xe thì sẽ có tác động rất lớn đến các lĩnh vực như ngân hàng, đang lưu giữ hồ sơ thế chấp của các xe đang thế chấp để vay vốn, bảo hiểm, kiểm định xe cơ giới, thu phí giao thông, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội có hiện tượng biển số xe máy, ô tô bị che bằng băng dính, kẹp giấy, bôi bùn đất hoặc khẩu trang y tế. Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho hay hành vi trên là vi phạm luật giao thông, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Hiện tại, biển số xe là công cụ để nhà nước quản lý phương tiện giao thông. C08 nhận định việc lái xe dùng sơn trắng, băng dính, để can, kẹp giấy trắng, bôi bùn đất, dùng khẩu trang y tế để che một phần hoặc thay đổi biển số xe là hành vi mà một số người tham gia giao thông thực hiện nhằm trốn tránh các camera ghi hình, các hành vi vi phạm để phạt nguội. Đó cũng là hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thậm chí, nhiều đối tượng còn sử dụng biện pháp này như là thủ đoạn để che giấu tung tích phương tiện khi thực hiện các hành vi tội phạm, trộm cướp, cướp giật. Theo Nghị định 100, quy định phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng với ô tô và từ 100.000 đến 200.000 với xe máy về hành vi gắn biển số không đúng quy định, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số, nền biển.
Chiều 20 tháng 7, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài cho biết các thông tin về chuyến bay sẽ được cập nhật trên màn hình điện tử đặt trong nhà ga. Sân bay Nội Bài dừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga để giảm tiếng ồn từ ngày 30 tháng 7. Theo đó, trên màn hình sẽ hiển thị các chuyến bay đang làm thủ tục, đang boarding và trạng thái như chậm giờ, hủy chuyến. Màn hình tại khu vực băng tải đến hiển thị thông tin giờ có hành lý trên băng tải. Hệ thống màn hình sẽ được bố trí tại các vị trí mà hành khách sẽ tiếp cận và quan sát. Một số bản tin vẫn được duy trì phát thanh như thay đổi cửa ra tàu bay, hướng dẫn khách chậm, hủy chuyến sử dụng dịch vụ, gọi khách quay lại kiểm tra an ninh, hải quan, mời khách có vấn đề về hành lý, các bản tin khẩn nguy, báo cháy. Đại diện sân bay khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi các màn hình và bảng, biển hướng dẫn, vị trí tại nhà ga để cập nhật thông tin về chuyến bay của mình, ra cửa khởi hành đúng giờ. Ngày 20 tháng 7, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân vụ ô tô lao xuống biển ở thành phố Hạ Long cách đây 10 ngày. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu làm rõ trách nhiệm đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong vụ ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh. Theo đó, các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công, tư vấn giám sát trên công trường, xem xét trách nhiệm liên quan của chủ đầu tư cũng như các cơ quan nhà nước của tỉnh Quảng Ninh trong việc chưa kịp thời kiểm tra phát hiện hành vi mất an toàn giao thông tại dự án. Trước đó, tối mùng 10 tháng 7 tại đường Trần Quốc Nghĩễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, anh Trần Tuấn Anh, 37 tuổi, điều khiển xe ô tô 5 chỗ đã lao sang đường hướng ngược lại và lao xuống biển. Hậu quả là 4 người gồm 2 người lớn và 2 trẻ em tử vong do ngạt nước. Nguyên nhân được xác định là do tài xế Trần Tuấn Anh vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Tài xế không thuộc đường, đồng thời gặp mưa dông, hạn chế tầm nhìn, thiếu quan sát khi vào đường cong nên đã đi sang phần đường ngược chiều và lao xuống biển. Ngoài ra, theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đoạn đường xảy ra tai nạn vừa thi công vừa khai thác, mặt đường mới là đường cong chạy sát biển, dọc bờ biển phía bên phải tuyến đường đang thi công bãi tắm nhân tạo được lắp đặt hàng rào. Tuy nhiên, đoạn qua vị trí tai nạn không có rào chắn, biển cảnh báo không trường, hướng dẫn giao thông khiến cho người điều khiển phương tiện trong đêm tối khó nhận biết rõ ràng, khó phân biệt giữa mặt đường và mặt biển. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Phóng nhanh, vượt ẩu, nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn, suýt bỏ mạng dưới bánh xe container. Sự việc được camera hành trình từ một chiếc xe ô tô ghi lại xảy ra vào chiều 19 tháng 7 trên quốc lộ 18, gần vòng xuyến cầu Hòa Bình, đối diện trung tâm y tế thành phố Móng Cái thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Sirius di chuyển trên quốc lộ 18 hướng thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái. Khi tới đoạn gần vòng xuyến cầu Hòa Bình đã liên tục lạng lách, đánh võng rồi vượt phải xe ô tô có gắn cam hành trình. Do phóng với tốc độ cao, không kịp xử lý, đã tông trúng xe máy SH do một người phụ nữ điều khiển cùng chiều. Cú tông mạnh khiến chiếc SH lao vào đuôi một ô tô đang dừng đỗ bên đường mới dừng lại. Nam thanh niên điều khiển xe máy Sirius ngã văng ra đường, suýt chút nữa thì bị chiếc container cùng chiều cán trúng. Tai nạn khiến nam thanh niên bị thương nặng, nằm bất tỉnh trên đường, người phụ nữ đi xe máy bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe máy Sirius bị gãy làm đôi, xe máy SH hư hỏng nhẹ, ô tô dừng bên đường bị móp méo phần đuôi đèn bên trái. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tàu hỏa hút văng ô tô con xuống mương nước, tài xế may mắn thoát chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa nay 20 tháng 7 tại khu vực ga Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo người dân gần đây cho biết, ô tô 15A38803 đã không quan sát khi vượt qua đường tàu, hậu quả bị đoàn tàu Thống Nhất hút văng xuống mương nước. Được biết, mọi người trên xe chỉ bị thương nhẹ. Xe khách vượt đèn đỏ suýt gây tai nạn cho người đi bộ. Sự việc được camera hành trình ghi lại vào hồi 11:30 ngày 20 tháng 7 năm 2020 tại ngã tư đại lộ Nam Sông Mã, cảng Lễ Môn, Thanh Hóa. Hình ảnh clip cho thấy chiếc xe khách bị kiểm soát 29B60260 lấn làn vượt đèn đỏ, suýt gây tai nạn với người đi bộ sang đường. May mắn người này đã phát hiện và chủ động tránh nên không xảy ra va chạm. Tài xế xe tải phanh cháy lốp, cứu người điều khiển xe máy sau va chạm với ô tô con. Đoạn clip ghi lại hình ảnh, một xe ô tô 4 chỗ đang dừng đỗ bên đường thì bất ngờ quay đầu thiếu quan sát. Tình huống khiến người đàn ông điều khiển xe máy phía sau không kịp xử lý đã tông trúng. Va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã văng sang làn đường ngược chiều, suýt chút nữa thì lọt vào chiếc gầm xe tải. Rất may tài xế xe tải phanh kịp nên không có tai nạn thương tâm. Vụ việc xảy ra tại chợ Tổng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Nam nhân viên đứng trên xe môi trường tưới đường thay vì tưới cây gây phản cảm. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam nhân viên đứng trên xe môi trường mang biển kiểm soát 37N1670 tưới cây xanh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán. Thay vì chĩa vòi nước vào cây xanh thì nhân viên này thản nhiên để cho nước chảy xuống đường. Đoạn clip được đăng tải gây bức xúc cộng đồng mạng với nhiều bình luận lên án hành động làm việc theo kiểu đối phó của nam nhân viên công ty môi trường. Thưa quý vị, tình trạng xe hết niên hạn sử dụng hay còn gọi là xe quá đát ngang nhiên lưu thông gây mất an toàn giao thông hiện đang rất đáng báo động. Nguy hiểm hơn, theo quy định, những chiếc xe này phải nộp lại giấy tờ cũng như biển kiểm soát, nhưng gần như các chủ xe hiện không chấp hành. Ghi nhận sau của VTC14 tại tỉnh Vĩnh Phúc, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điểm đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc hàng ngày luôn tấp nập người ra vào làm thủ tục đăng ký phương tiện. Đây cũng là điểm để các chủ xe làm thủ tục chào trả đăng ký, biển kiểm soát sau khi phương tiện hết niên hạn sử dụng. Thế nhưng hơn một năm qua, không có bất cứ một chủ xe nào trên địa bàn thực hiện quy định này. Dù rằng thống kê cho thấy, từ năm 2019 đến nay, toàn địa bàn có tới 90 xe ô tô hết niên hạn sử dụng. Công an các cấp huyện, thành phố, đặc biệt là công an xã giả soát thì trên hiện nay vẫn chưa có trường hợp nào họ đến theo quy định, họ đến trả biển kiểm soát và đăng ký theo quy định cả. Cũng như là trong quá trình tuần tra kiểm soát thì trong năm 2019 cũng như 6 tháng đầu năm 2020 chúng tôi thì cũng chưa xử lý trường hợp nào, tức là không phát hiện trường hợp đi lưu thông trên đường. Đấy, về công tác đăng ký quản lý thì đó là một trong những nội dung mà chúng tôi đã hàng năm cũng có thông báo cho các địa phương căn cứ vào cái danh sách xe hết hạn sử dụng. Thường là đây chủ yếu là những cái xe tải quá 25 năm. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại này, Phòng Cảnh sát Giao thông trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 thì chúng tôi cũng chưa tiếp nhận một trường hợp nào đến trả biển kiểm soát và đăng ký theo quy định. Cũng theo Thượng tá Hành, các chủ phương tiện hết niên hạn sử dụng không trả lại đăng kiểm, biển kiểm soát có nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là phương tiện mua đi, bán lại, không sang tên đổi chủ. Và điều quan trọng hơn, các xe hết niên hạn thường giữ lại đăng ký, biển kiểm soát để lén lút hoạt động. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, có thể gây nguy cơ về mất an toàn giao thông. Tôi yêu cầu công an xã giả soát qua cái thông tin từ Hà Nội, từ công an xã, các xã thị trấn ấy, thì cho biết là các trường hợp đấy họ, một là xe không còn địa phương, họ đã bán đi rồi. Tuy nhiên là quá trình họ bán đi lưu thông như các tỉnh khác thì cũng không thấy đến làm thủ tục sang tên di chuyển theo quy định. Có thể là những xe đó hết sử dụng thì họ có thể bán về các xác vụ là như thế nào là chúng tôi cũng không nắm được, những cơ bản trên địa bàn là không phát hiện các trường hợp đó. Việc nhận biết thì còn rất là hạn chế do là lực lượng chức năng chưa được trang bị các trang kỹ thuật nghiệp vụ đặc chủng hoặc là đúng đặc chủng để quay, và vẫn thường phải sử dụng các camera mini hoặc là phát hiện trực tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp để phát hiện. Thế là việc phát hiện còn rất là khó khăn. Xe hết niên hạn sử dụng, hết kiểm định, lưu thông trên đường thì nó không đảm bảo tính an toàn nữa, nên là hoặc là chở hàng hóa trên xe nên sẽ rất hệ thống phanh và các hệ thống của xe hoạt động không còn đảm bảo nữa, nên là có nguy cơ rất lớn về việc gây tai nạn giao thông. Tính đến thời điểm này, qua thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, toàn quốc hiện có tới 16.661 xe ô tô với hơn 2.600 xe chở người và hơn 14.000 xe tải không được tiếp nhận đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông do đã hết niên hạn sử dụng. Những chiếc xe này hiện đã được hóa kiếp hay chưa, hoặc vẫn đang được sử dụng
thì gần như không thể kiểm soát, và thực tế ở Vĩnh Phúc là một ví dụ điển hình. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.